Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin không đủ trình chế tạo xe chiến đấu, Ấn Độ hối hận vì từ chối nhà. Sau nỗ lực tự phát triển xe chiến đấu bất thành, Ấn Độ đã quyết định mua và chế tạo mẫu BMP3 của Nga dù trước đó một mặt từ chối. Theo tờ Russia and India Report, ngày 5 tháng 8 năm 2016, công ty chế tạo xe Chekmakore and Engineering ở quốc Ấn Độ đã ký một bản ghi nhớ với tập đoàn Rosoboronexport của Nga. Tài liệu này liên quan đến thỏa thuận cho phép công ty của Ấn Độ chế tạo theo giấy phép các xe bọc thép của Nga. Thỏa thuận trên được ký kế kết nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ từ Nga khi tiến hành các dự án hợp tác giữa hai phía. Nội dung thỏa thuận bao gồm: công tác sửa chữa và hiện đại hóa các xe bọc thép mà lực quân Ấn Độ đang sử dụng, liên kết sản xuất xe chiến đấu bộ binh BMP3 và phát triển chế tạo các mẫu xe bọc thép tương lai. Vào năm 2012, Nga đã đề, ngh đề nghị cung cấp cho Ấn Độ các xe chiến đấu bộ binh BM-3. Nhưng New từ chụp theo y thỏa thuận mới cho thấy New Delhi đã chấp nhận lời đề nghị đó của Nga. Tháng 12 năm 2013, các phương tiện truyền thông đưa tin Ấn Độ đã từ chối mua xe chiến đấu bộ binh của Nga và quyết định tự chế tạo mẫu xe chiến đấu bộ binh của riêng mình. Tuy nhiên, công tác chế tạo mẫu xe bọc thép nội địa đặt ra những khó khăn cho ngành công nghiệp Ấn Độ, không có ý tưởng rõ ràng cũng như thời gian hoàn thiện. Hiện tại, lực lượng vũ trang Ấn Độ đang vận hành các xe chiến đấu bộ binh BMP1, BMP2 do Liên Xô chế tạo. Nhưng các chế huy quân đội nước này không còn thỏa mãn với những công nghệ cũ. Một số nguồn tin cho biết, Ấn Độ cũng đang lên kế hoạch hiện đại hóa hàng loạt các xe BMP2 trong biên chế. Bản tin đó là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.